Thưa quý vị, thứ Sáu ngày 6 tháng 12 này chính là ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất cả nước, Online Friday, trải qua 5 lần tổ chức. Ngày mua sắm trực tuyến ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia, chất lượng các sản phẩm cũng ngày càng tốt hơn bởi sự kiểm định trong các khâu ngày càng chặt chẽ hơn. Một điểm mới trong ngày mua sắm trực tuyến năm nay chính là sự có mặt của gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử. Không chỉ là những sản phẩm quen thuộc trên những sàn thương mại điện tử, ngày mua sắm trực tuyến năm nay trở nên mới mẻ hơn với sự xuất hiện của gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn đỏ Vô So thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viettel. Đây là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam. Hiện nay trên không gian thương mại điện tử thì hàng Việt vẫn còn rất là ưu thế, trong khi đó chúng ta có những hàng hóa rất chất lượng, thậm chí cạnh tranh rất tốt trên thế giới. Cái việc làm ra hàng Việt để chúng ta tập trung các cái hàng Việt vào một cái gian hàng để tạo ra một cái trải nghiệm cho người tiêu dùng khi mà vào gian hàng này nó hấp dẫn rất nhiều, thay vì việc tìm kiếm nó tản mạn trên các trang, trên các sàn, thì cái việc cái gian hàng Việt sẽ tập trung cho chúng ta những cái hàng hóa chất lượng Việt mà cho những người mong muốn mua hàng Việt với chất lượng cao. Giai đoạn ban đầu thì khoảng từ 10-15 cho đến 20 thương hiệu đã bắt đầu bán hàng trên sàn thương mại điện tử này. Và sau khi chúng tôi phối hợp với cả các cơ quan khác, các bộ ngành khác cũng như là các hiệp hội, như là hiệp hội người tiêu dùng hàng Việt Nam chất lượng cao, rồi các hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh, các địa phương, thì cái sự tham gia của các doanh nghiệp Việt không chỉ là các thương hiệu lớn của Việt Nam mà còn có cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương thì cũng có thể tham gia vào gian hàng Việt này. Theo ban tổ chức, cùng với gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử trong nước, hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới dự kiến sẽ vận hành vào cuối tháng 12 năm nay thông qua gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Gian hàng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt bán hàng trực tuyến đến tận tay người tiêu dùng toàn cầu. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được khi hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử ngày càng được kiểm soát chặt chẽ bằng nhiều công cụ và hạ tầng thanh toán. Gian hàng ngày càng hoàn thiện. Sàn đỏ đã đầu tư rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi có một hệ thống máy học được xây dựng bởi các kỹ sư, tiến sĩ, người Việt mà có cái giai đoạn làm việc cũng như nghiên cứu nhiều năm ở nước ngoài để cùng nhau xây dựng nên một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo để rà soát các sản phẩm, nhà bán hàng cũng như là kể cả những người mua hàng, giao dịch để làm sao có thể nhanh chóng phát hiện ra ngay lập tức những cái giao dịch đáng ngờ để mà chuyển sang bộ phận quản lý của Sendor để làm. Và từ đấy chúng tôi sẽ bóc được một phần rất là nhỏ những giao dịch thực sự cần phải được kiểm soát chặt để loại ra ngoài. Thế thì về phía Viettel thì chúng tôi nhìn nhận đây là một cơ hội tốt, và đồng thời là để đảm bảo được cái cơ hội đấy được tận dụng tốt nhất thì chúng tôi đảm bảo câu chuyện là hạ tầng. Ví dụ như là vận hành khai thác 24/7 đã sẵn sàng rồi, với những hệ thống tổng đài cho khách hàng, thì bất kỳ khi nào mà khách hàng có khả năng mà gặp lỗi hay nghẽn chẳng hạn thì có thể gọi và chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ ngay lập tức. Ngày mua sắm trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12, thứ 6 tuần đầu tiên của tháng 12. Online Friday năm nay thu hút 1.000 thương hiệu với hơn 50 gian hàng. Online Friday năm nay thu hút hơn 1.000 thương hiệu với hơn 50.000 gian hàng, giảm giá đến 70%. Dự kiến sẽ có hơn 2.500 tỷ đồng được giao dịch trong ngày. Điểm đặc biệt, hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử được diễn ra ở 3 tâm điểm sôi động của 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.